Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ năm anh em, ngày thứ năm ngày 15 tháng 9 2022 ha. Trước mặt anh em là một cái UFO ngàn để mình gửi cho anh Lạc ở số 8 Ngô Quyền, ấp Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh. Hòa Thành, Tây Ninh thì mình gửi hoài à. Nhưng mà Trường Tây này là lạ quá anh em. Mình sợ mình ghi nhầm á. Cho nên hồi nãy mình có dò lên Google Map á thì nó cũng có Trường Tây nữa. Trường Tây Hòa Thành Tây Ninh thì đúng rồi đó, nhưng mà nghe hơi lạ, đó là chưa gửi lần nào. Thì cái UFO ngàn này thì mình nói ít chắc anh em cũng muốn thuộc luôn rồi. Mình bán rất là nhiều trên kênh của mình, đặc biệt là ngày nay mình có gửi 4 cái ha, 4 cái đi bưu điện gửi tới các anh em ở các vùng, nhưng mà mình không có quay phim tại vì hồi sáng này mình cũng có công tác, chiều nay cũng có công tác nữa anh em. Mình nghỉ trưa được có 3 tiếng đồng hồ, bữa nay nghỉ được 3 tiếng và mình gói hết 4-5 cục á, cái mình không có thời gian, cho nên là mình cắm đầu cắm cổ gói mọi người, chứ mình không có quay video được, anh em thông cảm nha. Đó thì những cái đơn nào mình gói chưa kịp nữa thì tối nay mình sẽ giải quyết trong trong tối nay cho nó xong. Đó, nói chung là làm sao mà tối nay cho xong để sáng mơ đi gửi sớm cho anh em nha. Thì UFO ngàn này tấm pin 25W này. Đấy. Đấy. Thân đèn là bằng nhựa nguyên khối nha. Pin lưu trữ là 25 giờ ha. 988XMD5730. Giá của nó mình đang bán là 1.130.000. Thì trưa này có ông anh ổng đặt mình mua cái này, ổng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh anh em. Đặt mua cái này, ảnh mới nói mình là ảnh đem về ảnh review trên YouTube kênh của ảnh để quảng bá thương hiệu, quảng bá đèn này kia đó, rồi ảnh bán sẵn đó anh bán luôn. Ảnh mới nói mình ủa sao tự nhiên cái đèn này mình bán tốt vậy? Có 1.130.000 mà bên mấy cái đơn vị khác thì ảnh cũng đã nghiên cứu rồi, 1.3, 1.450 đồ lum hết á. Mà này sao 1.130.000. Thì cũng như anh em biết là thứ nhất là mình lấy hàng số lượng lớn một lần một xe tải. Đó, 100 mấy chục triệu, 200 mấy chục triệu, cho nên mình nhận được cái giá ưu đãi cực kỳ từ công ty của mình. Và với cái giá ưu đãi đó mà mình đem về mình bán cho anh em trực tiếp luôn, công ty của mình nhập trực tiếp ở Trung Quốc ha, rồi để hàng cho mình rồi mình bán cho anh em thẳng luôn, có nghĩa là nó không qua một trung gian nào hết, mà nó cũng không có qua nhà xưởng, hay là ví dụ như anh em thấy giờ người ta bán tiệm đi thì người ta có mặt bằng nè, có nhân công nè, có kho xưởng nè, tất cả nhiều cái đó đều phải tốn tiền hết đúng không? Đó, rồi tiền mà mướn công gói này kia. Còn cái này là tất cả những cái khâu đó là mình bỏ hết, mình làm hết cho anh em. Mình làm hết cho nên mình bán cho anh em cái giá thiệt là hữu nghị nhất, để anh em có những cái đèn năng lượng mặt trời chất lượng để xài. Chứ mình thấy bây giờ như mướn người bán phụ, hay là mướn người gói phụ, hay là ấy thì mướn người chở phụ thì đúng là mình sướng rồi đó. Nhưng mà lúc đó giá cả của cái mặt hàng này nó sẽ cao lên, và nó cao lên thì anh em đâu có lợi nữa đâu. Đó, đâu có lợi thế nữa. Cho nên là mình tự làm, tự bán nha anh em. Lấy hàng trực tiếp từ Trung Quốc nhập về công ty đưa mình, rồi mình tự bán. Đó. Mình nhận được cái giá cả rất là tốt từ công ty. Lý do là tại vì mình bán nhiều nha. Một tháng mình bán có khi mình bán 400 triệu luôn nè, tháng á. Cho nên là công ty để cho mình cái giá thiệt là ưu tiên, thiệt là ưu đãi, thiệt là thương yêu nhất, để mình có thể bán mạnh mẽ hơn nữa, để anh em có thể dễ mua đèn hơn nữa ha. Trước đây mình đi chơi nhiều, mình thấy là mình đi gắn năng lượng nữa, anh em mình thấy là anh em mua hàng này về treo rất là nhiều, nhưng mà mua lầm cũng nhiều. Và chẳng những mua lầm mà mua ví dụ như cái đèn rất là đắt, nhưng mà nhận lại cái chất lượng của hàng nó không tốt. Đó, mình cảm thấy vậy nó cũng không ổn. Cho nên là sau này mình mới nghiên cứu kỹ và mình bán cho anh em. Cái gì mình bán ra mình đều cân đối hết. Ví dụ như 1.130.000 này nó có xứng đáng với cái đèn này hay không? Đó, xứng đáng mới bán, không xứng đáng là không nhập về bán. Đơn giản như thế anh em. Cho nên là mặt hàng mới của mình nó về chậm lắm, tại vì mình phải nghiên cứu kỹ mình mới đem về. Cho nên những cái mà mới lạ là mình ít bán lắm. Từ từ mình nghiên cứu kỹ mới bán nha. Đó, ok mới bán nha anh em. Thì thôi bây giờ trở lại với cái đèn này đi. Đó, thì đường kính của nó là 5.5 tấc nha, 5.5 tấc. Đó thì bây giờ mình sẽ review độ sáng. Tại vì cái vấn đề độ sáng là cái vấn đề anh em hỏi quá nhiều. Đó, quá nhiều về độ sáng ha. Bấm auto đồ cho nó ok đi, bấm radar. Đó thì cái đèn này nó có điểm mới hơn so với cái đèn UFO cũ là ở chỗ là ban ngày nó cũng cháy được nữa nha. Và người ta bấm radar thì nó cháy đèn xanh lên, nó báo hiệu là người ta đang radar. Auto thì nó không cháy đèn xanh. Đó. Nói chung cái đèn này nó mới mẻ hơn, nó có nhiều đặc điểm mới mẻ hơn so với cái đèn trước, và nó theo cái xu hướng là càng ngày càng hoàn thiện hơn ha. Hoàn thiện. Đó. Mình dặn cái này lại cái nha. Ta cầm cái này đang tâm sự với anh em thì có anh ảnh gọi điện tới anh mua dây điện anh em.
Bây giờ mình bán dây điện luôn, nói chung là cái gì cũng bán hết, dây điện DC AC đồ anh em mình có nè, bán hết cho anh em đó luôn đó. Bây giờ mình sẽ test cái đèn này nha, xách nó đi ra ngoài kia ha. Đây đấy, mình sẽ cho anh em thấy cái độ sáng của nó. Đây là lý do ô ngàn anh em mua nhiều nè ha. À, thấy sáng ghê không? Đấy. Trên tay của mình là UFO 1000W nha anh em. Đấy. Đây, anh em thấy không? Thì mới vừa rồi có sư thầy ở bên Bến Tre gọi mình đặt hai cái này, và hỏi mình là độ sáng bao nhiêu mét. Thì mình treo càng cao thì độ sáng nó càng rộng nha, nhưng mà càng cao thì ánh sáng nó sẽ mờ lại, thấy không? Nó chiếu đất nó sẽ mờ lại, nhưng mà nó sẽ khá rộng ha, cỡ 100-200 mét vuông là ok nha mọi người, thoải mái ha. Này mình sẽ phà ra cho anh em thấy nè. Đấy thì một tay cầm đèn, một tay cầm camera thì nó cũng hơi khó nhìn, anh em thông cảm cho mình nha. Đấy, thấy không? Đó, UFO ngàn anh em mua nhiều lắm, lý do là tại nó sáng mọi người đó. Nhưng mà anh em bắt chế độ 100% độ sáng á, mà bắt nó cháy cả đêm á, thì có thể mình nghĩ là nó chịu không nổi đâu, nó tới 3 4 giờ thì nó sẽ sụp xuống 50% à. Đó, cho nên anh em muốn nó cả đêm thì anh em sẽ bật chế độ radar nha, radar nha mọi người ha, bấm nút radar thì nó mới cả đêm ok được. Còn anh em cho nó cháy 100% độ sáng thì chắc tới 3 4 giờ thì nó sẽ mờ xuống 50% và nó cháy tới sáng ha, nó duy trì tới sáng. Đấy rồi, anh em đam mê liên hệ mình nha, 0766874311 nha. Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những mặt hàng lần sau.